Nếu mọi người đang tìm kiếm cho mình một con Acclay Together để chơi cùng bạn bè, mọi người có thể ghé thăm shop acclip24h.com. Nơi đây có nhiều loại acc đa dạng với nhiều mệnh giá khác nhau và đặc biệt là cực kỳ uy tín nên mọi người có thể yên tâm. Link của shop acclip24h.com mình sẽ để ở dưới phần mô tả của cái video này nhé, cho các bạn tiện tay theo dõi. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Khả Ái Pha Kê chính hiệu nha mọi người, chứ không phải là Khả Ái viết nha. Excellent Asinomoto. Clip ngày hôm nay mình có hai vấn đề muốn chia sẻ với mọi người. Vấn đề thứ nhất đó chính là về cái bản cập nhật. Theo như thông tin cập nhật dự kiến á, thì tựa game Play Together của chúng ta sẽ được cập nhật vào ngày 8 tháng 11. Và thời gian dự kiến cụ thể là trễ nhất là vào lúc là 1 giờ trưa. Nhưng đến hôm nay vẫn chưa có thấy cập nhật gì cả. Thì mình có nhận được một cái thông báo như thế này, là bảo rằng cái bản cập nhật đó đã bị hoãn lại rồi nghe các bạn. Do trong quá trình kiểm tra xảy ra một số vấn đề nha các bạn, do đó các bạn có thể thông cảm cho nhà phát hành nha. Và cụ thể là chúng ta sẽ cập nhật vào một ngày khác, cũng gần thôi á, nhưng mà không biết là ngày nào. Có một số bạn đoán rằng là chúng ta sẽ được đền bù là 500 kim cương. Điều này cũng có thể xảy ra nha các bạn, vì cái thời gian vừa rồi á, cụ thể là vào tháng 5 cũng bị lỗi cập nhật như thế này nè. Thì mình nhận được đến 500 kim cương luôn, 500 đá quý luôn. Mình hy vọng là trong cái bản cập nhật này thì chúng ta cũng nhận được 500 cái đá quý luôn. Nội dung thứ hai mà Khả Ái Pha Kê muốn chia sẻ với tất cả các bạn là mình sẽ hướng dẫn các bạn để chui vào cây gốc lắc của tháp vô cực. Để chui vào tháp vô cực thì các bạn cần ít nhất là có một người bạn. À, do là đi nhanh quá, hình như là mình đã đi lộn đường rồi, phải quay trở lại thôi các bạn ơi. Tháp vô cực không phải là ở hướng này. Ăn khoan để mình nuốt nước miếng cái rồi mình sẽ nói tiếp nha. Sau khi bạn và người bạn của bạn đến được tháp vô cực thì các bạn hãy đi qua bên phía bên tay phải của tháp vô cực nha các bạn. Sau đó bạn hãy yêu cầu người bạn đi cùng á, hãy đâm cái đầu của mình thẳng vô tháp vô cực, là phải là đâm thật mạnh nha, đâm thật mạnh, chạy thật mạnh, đâm thẳng vô cái góc của tháp vô cực cho mình. Khi nào các bạn thấy cái bản mặt của người bạn của các bạn á, mình đã ấp vô trong cái tháp vô cực là ok rồi nha. Thì lúc này các bạn hãy bấm vô cái điện thoại rồi sau đó các bạn chọn theo dõi cái người bạn đó nha. Rồi là chúng ta sẽ nhảy vào được trong tháp vô cực. Thì lúc nào vô được trong tháp vô cực thì mình có một cái chút bỡ ngỡ bối rối các bạn. Vì đây là lần đầu tiên vô luôn nên mình có một cái chút bối rối. Mình không có biết cách để mình nhảy lên trên cái tháp vô cực được. Thì mình đã dùng một số cách như thế này. Mình dùng là nhiều chiếc xe màu xanh để mình nhảy lên nhưng vẫn không được. Thì sau đó mình dùng tới một cái tuyệt chiêu của mình, đó là mình dùng thiết đầu công để mình đợi cái tháp vô cực. Mình đã đợi 47-49 lần và đợi tiếc cái đầu của mình luôn nhưng vẫn không lên trên được tháp vô cực. Thì lúc này thì mình mới đi ra chỗ cái đường mà mình đi vô. Thì mình cũng nhảy như thế này nè. Thì đầu tiên mình nhảy lên được luôn các bạn. Mình nhảy lên được, mình đứng lên trên được cái miếng dán của cái tháp vô cực nha. Thì các bạn nhớ là cái chỗ mà mình nhảy lên nha, là nó gần cái quầng đen đen ở phía trên đó các bạn. Rồi sau khi nhảy lên được cái tháp vô cực á thì các bạn hãy đi thẳng lại nha. Đứng tại nơi đây thì các bạn có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh ở bên ngoài luôn, cũng như bên trong luôn nha các bạn. Khi mà các bạn vô được trong đây nè, các bạn có thể thực hiện được bất cứ cái hành động nào để các bạn có thể chơi bạn bè nha, rất là vui luôn nha các bạn. Rồi thì sau khi đã ngựa hoài cái hành động đó thì mình lấy cái camera lên để mình chụp với các bạn. Mình chụp trong cái khung cảnh trong đây thật là long lanh, nó thật là đẹp. Nhưng mà chu cha mẹ ơi, ảo ma Canada quá chạy luôn. Mình quay cái góc camera qua chỗ cái góc khác thì thôi cái mắt kính của mình nó bay ra ngoài luôn các bạn. Đôi mắt của mình nó mất tiêu luôn, nhìn nó thật là kinh dị vãi chưởng luôn á các bạn. Do đó thì các bạn vô được trong đây thì các bạn hãy cố định cái camera một góc nào đẹp nhất thôi nha, thôi chứ đừng có quay tùm lum tùm lơ tà la nha, nó xấu khi đánh nhìn thi dám đi lắm luôn nha các bạn. Thì ngồi đây được một lúc nữa thì có thêm một cái bạn bè nữa lại đến với mình. Để đi ra khỏi tháp vô cực đó, thì các bạn chỉ cần đi thẳng ra là được nha các bạn. Rồi, nội dung clip của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.